những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự nga ukraine trong 24 giờ qua hoa kỳ anh đi ra khỏi phòng họp khi đại biểu nga bị truy nã vì tội ác chiến tranh phát biểu máy bay ukraine rơi ở vùng biên giới nga phi công bị bắt Nga vội vàng rút 2.000 quân từ Belarus đến Donbass chặn đà phản công của Ukraine. Ví dụ Ukraine thừa thắng sông lên, quân Nga bị đánh bật khỏi xa lộ T-0504 ở Mút. Ukraine chính thức tiết lộ đội quân máy bay không người lái khổng lồ. Ukraine mở cuộc phản công lớn ở Donbass, quân Nga tháo chạy khỏi Ukraina và Marinka với tổn thất hàng trăm nhân mạng. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Hoa Kỳ, Anh đi ra khỏi phòng họp khi đại biểu của Nga bị truy nã vì tội ác chiến tranh phát biểu. Thưa thưa quý vị, Hoa Kỳ, Anh, Albania và Monta đã đi ra khỏi phòng họp khi đặt phái viên về quyền trẻ em của Nga, người mà tòa án hình sự quốc tế ra trác bắt giữ về tội ác chiến tranh, phát biểu qua video với các tình viên của Đồng bào an Liên Hợp Quốc vào hôm thứ Tư. Anh và Hoa Kỳ đã chặn cuộc họp không chính thức về Ukraine do Nga triệu tập phát trực tuyến liên quan đến việc sơ tán trẻ em ra khỏi các khu vực xung đột. Các nhà ngoại giao đã rời khỏi phòng họp của Liên hợp quốc khi ủy viên quyền trẻ em Nga Maria Lvova-Belova phát biểu. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ đã cùng với Anh chặn webcast để bà Lvova-Belova không có cơ quan quốc tế để truyền bá thông tin sai lệch và cố gắng bảo vệ những hành động khủng khiếp của bà ta đang diễn ra ở Ukraine. Thưa quý vị, Tòa án hình sự quốc tế ICC vào tháng trước đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và bà Vova Belova cáo buộc họ trục xuất trái phép trẻ em khỏi Ukraine và chuyển người bất hợp pháp từ Ukraine đến Nga kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Moscow cho biết các lệnh này vô hiệu về mặt pháp lý vì Nga không phải là bên ký kết hiệp ước thành lập ICC. Moscow đã không che giấu một chương trình đưa hàng nghìn trẻ em Ukraine đến Nga, nhưng trình bày đó là một chiến dịch nhân đạo để bảo vệ trẻ mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi trong vùng chiến sự. Bà Vova Belova cho biết, kể từ tháng 2 năm 2022, khoảng 5 triệu người Ukraine, trong đó có 70.000 trẻ em đã tới Nga. Bà cho biết khoảng 2.000 trẻ em đến từ các trại trẻ mồ côi và có người giám hộ đi cùng. Đồng thời cho biết thêm rằng khoảng 1.300 trẻ em trong đó đã trở về Ukraine. Trong khi 400 trẻ hiện đang ở các trại trẻ mồ côi ở Nga và 358 trẻ được đưa vào các nhà nuôi dưỡng của Nga. Đại sứ Liên Hợp Quốc của Nga Vasily Nebensia đã nói với các phóng viên vào tháng trước rằng Cuộc họp không chính thức đã được lên kế hoạch từ lâu trước khi có thông báo của ICC và nó không nhằm mục đích bác bỏ các cáo buộc chống lại ông Putin và bà Lvova Belova. Các nhà ngoại giao cho biết, rất hiếm khi một webcast của Liên Hợp Quốc bị chặn. Tuy nhiên, vào tháng trước, Trung Quốc đã chặn trang web phát sóng của Liên Hợp Quốc về một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an do Hoa Kỳ triệu tập về các vi phạm nhân quyền ở Triều Tiên. Máy bay Ukraine rơi ở vùng biên giới Nga, phi công bị bắt. Nga tuyên bố bắt giữ một phi công Ukraine bị cáo buộc điều khiển máy bay hạng nhẹ đi vào khu vực Bryansk thuộc lãnh thổ của Nga. Lực lượng biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang FSB của Nga vào ngày 5 tháng 4 thông báo, một máy bay hạng nhẹ của Ukraine đã rơi ở vùng Bryansk của Nga, gần biên giới Ukraine phi công lái máy bay trên vẫn sống sót sau vụ tai nạn và đã bị phía Nga bắt giữ. Lực lượng biên phòng Nga không nói rõ đó là máy bay quân sự hay dân sự. Hình ảnh được chia sẻ trực tiếp cho thấy, phi công dường như mặc trang phục kiểu quân đội và đội mũ ngụy trang. Phi công mang theo áo chống đạn và một khẩu súng trường tấn công AK trong lúc cố gắng bỏ trốn. Cơ quan an ninh Nga cho biết máy bay bị rơi không rõ nguyên nhân gần làng Butovs cách biên giới 25 km phi công đã cố gắng trốn trở lại Ukraine nhưng bị một đội tuần tra biên giới chặn lại. Máy bay trên được cho là tương tự máy bay siêu nhẹ Aeropark A-22 Fastbat do Ukraine chế tạo. Máy bay đã hạ cánh xuống một bãi đất trống. Trước đó cùng ngày, vùng Prians đã bị một máy bay không người lái UAV của Ukraine tấn công. Theo thống đốc Alexander Bogomaz, chiếc UAV này đã thả một thiết bị nổ xuống quận Suzemsky của khu vực giáp Ukraine, khiến ít nhất một người bị thương. Vụ việc trên xảy ra giữa lúc Moscow cáo buộc Ukraine đứng sau hàng loạt vụ tập kích nhằm vào lãnh thổ Nga trong những tuần qua. Đầu tiên là các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào hạ tầng dân sự ở miền Nam Nga và vụ UAV rơi ở ngoại ô Moscow, cách điện Kremlin chỉ khoảng 120 km. Đầu tháng 3, quân đội và cơ quan an ninh của Nga cáo buộc một nhóm phá hoại của Ukraine xâm nhập vùng biên giới Bryansk và tấn công một số ngôi làng. Theo cơ quan an ninh FSB của Nga, nhóm phá hoại đã bị đẩy lùi về phía lãnh thổ Ukraine và hứng chịu một cuộc đáp trả bằng pháo binh quy mô lớn. FSB cho biết một lượng lớn thiết bị nổ các loại đã được tìm thấy ở khu vực bị nhóm Ukraine đột kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là một vụ tấn công khủng bố, ám chỉ những người đứng sau cuộc đột kích cũng có thể đã dàn xếp vụ ám sát nhà báo Nga Daria Dugina hồi tháng 8 năm ngoái. Các vùng biên giới của Nga liên tục bị tập kích trong những tháng gần đây, trong bối cảnh chiến sự giữa hai nước đang diễn ra khốc liệt sau hơn một năm. Moscow cáo buộc Kiev đứng sau các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ có liên quan đến vụ tập kích tại vùng Priyansk. Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của chánh văn phòng tổng thống Ukraine Zelensky, cho rằng cáo buộc của Nga là một hành động khiêu khích Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine Karyla Podanov vào tháng 1 cảnh báo sẽ có thể có thêm nhiều vụ tấn công vào sâu trong lãnh thổ của Nga trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông Podanov không nói rõ liệu Ukraine có đóng vai trò gì trong các vụ việc này hay không. Nga vội vàng rút 2.000 quân từ Belarus đến Donbass, chặn đà phản công của Ukraine. Nga đang lên kế hoạch gửi gần 2.000 binh sĩ của họ từ Belarus đến Donbass để sau này tham gia vào các cuộc chiến ở phía đông của Ukraine. Andriy Demchenko, phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ biên giới nhà nước Ukraine, tại một cuộc họp báo vào ngày 5 tháng 4 cho biết, Chúng tôi biết rằng các biện pháp rút một phần quân đội của Nga từ Belarus về lãnh thổ của Nga đã bắt đầu. Trước đây, chúng tôi đã báo cáo rằng có khoảng 4.000 quân Nga trên lãnh thổ Belarus, nhưng số lượng của họ sẽ còn giảm nhiều hơn sau khi các biện pháp hiện đã bắt đầu. Theo thông tin mà chúng tôi có, khoảng 2.000 binh sĩ sẽ rời khỏi Belarus, quốc gia mà Nga có kế hoạch tham gia vào các hoạt động chiến sự ở phía đông Ukraine trong tương lai để củng cố lực lượng của mình. Theo người phát ngôn của Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine, không có gì thay đổi trong hành động của các đơn vị quân đội Belarus tăng cường biên giới với Ukraine và họ đang ở một khoảng cách nhất định so với biên giới Ukraine. Demchenko nói thêm rằng biên giới nên được chuẩn bị cho sự phát triển của mọi tình huống. Chúng tôi hiểu sự phản bội của kẻ thù, do đó, từ phía chúng tôi, như trước đây, đường biên giới đều đang được củng cố. Demchenko giải thích rằng, việc củng cố là cần thiết để tất cả các thành phần của lực lượng phòng thủ có tất cả các cơ hội để đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào từ mặt trận này, hoặc chống lại bất kỳ hành động khiêu khích nào trong khu vực này. Vào ngày 3 tháng 4, Belarus bắt đầu kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Trước đó, vào ngày 3 tháng 4, tư lệnh lực lượng hỗn hợp của các lực lượng vũ trang Ukraine, Sergei Nayab, cho biết, Ukraine đang theo dõi hoạt động di chuyển của các thiết bị quân sự ở Belarus, sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào. Ukraine chính thức tiết lộ đội quân máy bay không người lái khổng lồ. Một quan chức Ukraine mới đây đã chia sẻ đoạn video cho thấy một đội quân máy bay không người lái khổng lồ của Ukraine được dự trữ trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Mikhail Fedorov phó thủ tướng phụ trách đổi mới giáo dục khoa học và công nghệ của Ukraine đã viết trong một bài đăng trên telegram máy bay không người lái mạnh mẽ là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi so với người nga chim thay đổi cục diện chiến tranh và cứu sống các binh sĩ Ông nói, trong 9 tháng của dự án United 24, quân đội Ron đã ký hợp đồng với 3.200 UAV với giá 4 tỷ Rivnia, hơn 100 triệu USD. Học thuyết sử dụng UAV đã được thay đổi hoàn toàn. Hơn 7.000 nhân viên quân sự đã được đào tạo thành người điều khiển máy bay không người lái. Theo The Kiev Independent, đội quân máy bay không người lái là dự án kết hợp giữa Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine và tổ chức United 24. Dự án này giúp cung cấp máy bay không người lái cho binh lính Ukraine cũng như huấn luyện họ cách sử dụng chúng. Bài đăng của ông Fedorov được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Ukraine và Nga tiếp tục căng thẳng. Trong cuộc chiến này, máy bay không người lái đã được sử dụng rộng rãi trên chiến trường. Vào tháng 2, khi phát biểu với Newsweek, Anton Gerashenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine nói rằng máy bay không người lái là siêu vũ khí ở đây. Ông Gerashenko nói, chúng ta sẽ giành chiến thắng nhanh hơn và ít tổn thất hơn nếu chúng ta có hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn máy bay không người lái do thám và chiến đấu. Chúng ta cần hàng không chiến đấu, điều đã được thảo luận rất nhiều gần đây. Và như tôi thường nói, cuộc chiến này là cuộc chiến của máy bay không người lái, chúng là siêu vũ khí ở đây. Ở phía bên kia chiến tuyến, Nga được cho là đang sử dụng máy bay không người lái Shaghet-136 do Iran sản xuất. Tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gần đây đã báo cáo rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdelhalian, nơi họ có khả năng thảo luận về một thỏa thuận mua thêm máy bay không người lái. Ban đầu, Iran phủ nhận việc cung cấp máy bay không người lái hết 136 cho Nga, nhưng sau đó xác nhận rằng họ đã cung cấp một số lượng nhỏ máy bay không người lái cho Nga trước khi bắt đầu chiến tranh. Lính dụ Ukraine thừa thắng xông lên, quân nga bị đánh bật khỏi xa lộ t 0504 ở Bakhmut. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kiev chiều thứ năm, ngày 6 tháng 4, thứ trưởng quốc phòng Ukraine Hanna Maria cho biết giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra chung quanh tòa nhà hành chính của thành phố Bakhmut. Trái với các thông tin do bộ quốc phòng nga đưa ra mà bà gọi là tin giả, các cuộc giao tranh trong khu vực vẫn diễn ra ác liệt. Một tháng trước, quân Nga đã có cơ may cắt đứt được xa lộ T-0504 khuyết mạch nối Bắc Mút với thành phố Konstantinovka, còn được gọi là con đường sinh mệnh, vì nó là con đường chủ yếu để tiếp tế cho quân phòng thủ Ukraine bên trong thành phố Bắc Mút. Tuy nhiên, quân xâm lược đã bị các lực lượng Ukraine đánh bật khỏi xa lộ này hơn 2 km. Trong 24 giờ qua, quân Nga đã giao tranh với lữ đoàn dụ 46 trong cố gắng áp sát xa lộ T-0504. Hai xe tăng và 6 xe thiết giáp của Nga đã bị bắn cháy cùng với 5 xe chuyển quân và nhiên liệu. Trong 24 giờ qua, tính chung các chiến trường Leman, Bakhmut, Adiepka và Marinka, 550 quân xâm lược đã bị loại khỏi vòng chiến cùng với hai xe tăng, 6 xe thiết giáp, 10 hệ thống pháo, 4 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt và 11 xe chuyển quân và nhiên liệu. Tính chung từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 cho đến ngày 6 tháng 4, lực lượng vũ trang Ukraine đã loại khỏi vòng chiến khoảng 176.970 quân Nga. Tổng thiệt hại chiến đấu của quân xâm lược còn bao gồm 3.629 xe tăng, 7.005 xe thiết giáp, 2.707 hệ thống pháo, 532 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 280 hệ thống phòng không, 306 máy bay, 291 máy bay trực thăng, 911 hỏa tiễn hành trình, 2.283 máy bay không người lái, 18 tàu chiến, 5.573 xe chuyển quân và nhiên liệu và 299 đơn vị thiết bị đặc biệt. Ukraine mở cuộc phản công lớn ở Donbass, quân Nga tháo chạy khỏi Uleda và Marinka với tổn thất hàng trăm nhân mạng. Theo thông tin sơ bộ, Quân đội của Nga đã rút lui ra khỏi Uleda và Marinka, phía tây nam của khu vực Donetsk. Quân đội của Ukraine đã loại bỏ mối đe dọa bao vây Avdiivka. Lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai các đơn vị tấn công mới đến hướng Donetsk, lần đầu tiên thực hiện trinh sát thành công trong trận chiến gần Vodiani để lùi lực lượng vũ trang Nga từ 2 đến 3 km, sau đó đánh bật quân Nga khỏi các vị trí phía đông bắc Avdiivka tấn cứ điểm Nga ở khu vực Novoselovka. Kênh Telegram của Nga Volia viết về điều này, trích dẫn thông tin từ các nguồn riêng của mình. Theo báo cáo của cả hai bên, lực lượng vũ trang Nga đã rút về Novoselovka, có nguy cơ mất khu định cư nếu lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tiến lên. Điều này có thể dẫn đến việc lực lượng vũ trang Nga bị bao vây hoặc rút lui nhanh chóng khỏi khu vực các vị trí gần Krasnogorovka, đây chính là những vị trí mà các phóng viên quân sự Nga gọi là then chốt và hồi mùa thu họ bảo đảm rằng chính từ đó lực lượng vũ trang Nga sẽ có thể bảo vệ thành công AFDFK. Giờ đây, tất cả những thành công cục bộ của Nga rất có thể sẽ quay lưng lại với họ bằng một cuộc rút lui với những vị trí nhóm máu. Báo cáo lưu ý, các phóng viên quân sự lưu ý rằng quân Nga cũng rút lui về phía đông AFDFK tiến gần hơn đến Spartak và Yashinovataya. Ngoài ra, theo các nguồn tin, lực lượng vũ trang Nga đã rút lui khoảng 10 km khỏi vị trí của họ gần Ukraine. Lãnh thổ này chưa bị lực lượng vũ trang Ukraine chiếm đóng. Theo các nguồn tin tại trụ sở lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine, việc rút lui là do hai yếu tố. Thứ nhất, các đơn vị Nga không thể tiến xa hơn vì họ đã cạn kiệt nguồn nhân lực và hỏa lực. Thứ hai, các hành động tấn công của Ukraine gần afdfk cho thấy rằng mặt trận mở rộng có thể bị phá vỡ ở nhiều nơi cùng một lúc. Vì vậy, họ đã quyết định rút ngắn đường liên lạc để tạo ra một tuyến phòng thủ dày đặc xung quanh Donetsk, Yevshino-Vataya và Holivka, cũng như tăng cường phòng thủ xung quanh Volnovakha. Ở khu vực Bắc Bắc, tình hình cũng tương tự. Lực lượng vũ trang Nga đang chuẩn bị rút khỏi các vị trí ở phía nam và phía bắc của thành phố, và lực lượng lính đánh thuê Wagner đã hoàn toàn mất tốc độ tiến công ở chính Bắc Bắc. Theo các nguồn tin Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu dần dần giành lại các khu vực ở trung tâm thành phố. Các phóng viên quân sự cho biết thêm. Trước đó, Gherkin, cựu tư lệnh người Nga thừa nhận rằng quân đội của Putin đã đi vào ngõ cuộc ở Bắc, Bắc và cuộc tấn công vào Adipka đã bị xa lầy. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán tính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.